tháng 9, mừng sinh nhật tuổi 33 của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình. Có nhiều tin vui trong hoạt động kinh doanh. Bên cạnh niềm vui trúng thầu các dự án mới ở các tỉnh, Hòa Bình còn nhận được giải thưởng báo cáo thường niên quốc tế. Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết qua bản tin HBC News số tháng 9. Nhân kỷ niệm 33 năm thành lập, 27 tháng 9 năm 1987, 27 tháng 9 năm 2020, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, các công trình, văn phòng, công ty thành viên từ Bắc chí Nam đã hăng say thi đua lao động và tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm chào mừng sự kiện trọng đại của tập đoàn. Bước sang tuổi mới, tập thể Hòa Bình quyết tâm chung sức, chung lòng, đoàn kết để cùng nhau viết tiếp một trang sử vàng của tập đoàn. Chúc mừng công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình. Tại Hà Nội, tập đoàn đã đón nhận biểu trưng Top 1 nhà thầu xây dựng uy tín 2020. Trước đó vào tháng 6 năm 2020, Vietnam Report đã công bố danh sách Top 10 công ty uy tín ngành xây dựng vật liệu xây dựng. Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình được xếp vị trí số 1 Top 10 nhà thầu xây dựng uy tín năm 2020. Đây là kết quả nghiên cứu độc lập của Vietnam Report thực hiện hàng năm. Uy tín của các công ty được đánh giá dựa trên nghiên cứu về ảnh hưởng của 3 yếu tố gồm tài chính, hình ảnh doanh nghiệp trên truyền thông và đánh giá của các chuyên gia trong ngành. Báo cáo thường niên 2019 với chủ đề Kiến tạo giá trị của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã đạt giải khuyến khích báo cáo thường niên quốc tế ARC Mỹ, hạng mục thông điệp của Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Đây là lần thứ 6 tập đoàn đạt giải thưởng quốc tế này và là lần đầu tiên tham dự ở hạng mục trên. Cuộc thi ARC năm nay thu hút 1.690 báo cáo thường niên của các công ty đến từ 28 quốc gia tham dự. Cuối tháng 9, Viện Tiêu chuẩn Anh PSI Việt Nam tiến hành đánh giá định kỳ các hệ thống quản lý của tập đoàn. Kết quả sau 3 ngày làm việc, trực tiếp đánh giá các đơn vị phòng ban và công trường, tập đoàn đảm bảo đầy đủ hệ thống quy trình, tiếp tục được tái cấp các chứng nhận, bao gồm hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001-2015, hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001-2015 và chuyển đổi thành công từ OSAP 18001 sang tiêu chuẩn hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001-2018. Trong tháng qua, Hòa Bình tiếp tục trúng thầu 3 dự án mới tại Hà Nội và Quảng Ninh, bao gồm dự án trung tâm thương mại Lotte Mall, quận Tây Hồ của Lotte CM, dự án trung tâm nghiên cứu và phát triển Samsung Hà Nội của Samsung Electronics Việt Nam và dự án C-Store Hạ Long. Trong đó, dự án C-Store Hạ Long quy mô 2 hầm, 35 tầng cao đã được khởi công trong tháng 9, tổng giá trị các gói thầu này gần 800 tỷ đồng. Sau 9 tháng thi công, giữa tháng 9, tập đoàn tổ chức cất nóc đúng tiến độ trung tâm thương mại vật liệu Kobe Home tại khu công nghiệp Long Hậu, tỉnh Long An. Dự kiến tập đoàn sẽ hoàn thành và bàn giao cho chủ đầu tư là công ty trách nhiệm hữu hạn Kobe One vào tháng 2 năm 2021. Cuối tháng 9, tập đoàn đã bàn giao cho tập đoàn BIM những căn shophouse cuối cùng của dự án tổ hợp shophouse Harbor Bay, Quảng Ninh, kết thúc hoàn thành thi công 375 căn trong gói thầu được giao. Tập đoàn và công ty cổ phần dịch vụ và kinh doanh bất động sản Hà Nội đã tiến hành cất nóc dự án BRG Park Residence tại số 25 Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Dự án có quy mô gồm 6 tầng khối đế và 33 tầng cao với kết cấu kiến trúc phức tạp. Tại dự án này, Hòa Bình làm tổng thầu thiết kế và thi công. Trong quá trình thi công gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng sự nỗ lực của Hòa Bình và các nhà thầu phụ, dự án hoàn thành và cất nóc sau 12 tháng thi công, đạt hơn 1 triệu giờ an toàn và được chủ đầu tư đánh giá cao về chất lượng thi công. Theo thông tin từ cuộc thi AEC Awards 2020 do Autodesk tổ chức trên toàn cầu, anh Đỗ Hải Nhân, phụ trách quản lý BIM dự án nước ngoài của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, đã vinh dự nằm trong top 35 người tiên phong sáng tạo trong lĩnh vực BIM. Anh Đỗ Hải Nhân cũng là đại diện duy nhất của Việt Nam bước vào vòng chung kết sẽ diễn ra trong thời gian tới. Hiện nay, các công trình Hòa Bình thi công triển khai ứng dụng BIM đạt tỷ lệ 30% và mang lại hiệu quả cao. Công tác BIM cũng đã được mở rộng triển khai cho các đối tác nước ngoài. Hòa Bình là nhà thầu xây dựng sở hữu đội ngũ kỹ sư BIM chuyên nghiệp và hùng hậu, được cấp chứng chỉ quốc tế BRAVIT Architectural mang giá trị toàn cầu.
Tại chương trình chung kết cuộc thi sinh viên với quyền sở hữu trí tuệ SNIP lần thứ nhất năm 2020, chủ đề Khởi nghiệp bền vững dựa trên quyền sở hữu trí tuệ do Trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Lê Viết Hải đã tham dự với vai trò diễn giả. Ông chia sẻ quá trình thành lập Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình và truyền cảm hứng cho ước mơ hoài bão lập nghiệp của sinh viên để có cơ hội làm giàu cho chính mình và đóng góp cho kinh tế nước nhà. Cuộc thi cũng đã trao giải đặc biệt cho dự án quy trình làm sạch tổ yến tự động, Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh và giải nhất cho dự án IELTS Tinder, ứng dụng thực hành IELTS Trường Đại học Quốc tế và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh. Sau 2 tháng thực tập tại tập đoàn, 32 sinh viên ưu tú Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kỳ thực tập lý thú và bổ ích để quay trở về giảng đường. Với những nỗ lực trong thời gian làm việc như một nhân viên thực thụ ở các phòng ban và công trình, tập đoàn đã trao chứng nhận hoàn thành thực tập kết nối tài năng trẻ cho 32 sinh viên kết nối tài năng trẻ là chương trình thường niên hợp tác đào tạo giữa tập đoàn và nhà trường. Qua đó, sinh viên có cơ hội và có thêm nhiều kiến thức trong quá trình thực tập, cũng như có kế hoạch định hướng cụ thể, nghiên cứu, nghiêm túc và bài bản hơn. Nhằm hưởng ứng chương trình Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2019-2020 do Đảng bộ quận 3, Đảng ủy khối doanh nghiệp quận 3 phát động, tập đoàn đã trực tiếp đến thăm hỏi và trao tặng hỗ trợ 2 hộ nghèo trên địa bàn quận với tổng số tiền 50 triệu đồng. Đây là hoạt động góp phần ổn định, đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương. Trong những ngày cuối tháng 9 đúng vào dịp Trung thu năm nay, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã trao tặng trực tiếp 600 phần quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại 4 huyện vùng biên giới ở Tây Ninh. Cùng với những phần quà ý nghĩa của các mạnh thường quân, trẻ em nghèo tại các xã biên giới đã có một cái Tết Trung thu ấm áp, tràn ngập tình yêu thương. Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã phối hợp cùng Hội Phụ nữ Công an tỉnh Bắc Cạn tổ chức khánh thành điểm trường Cốc Diễn tỉnh Bắc Cạn. Đây là khu vực đặc biệt khó khăn của tỉnh, địa hình núi cao hiểm trở, đi lại khó khăn. Hòa Bình đã tài trợ 50 triệu đồng để xây dựng trường, đồng thời cùng tổ chức lễ Trung thu và tặng quà cho 28 em nhỏ là học sinh của trường và 330 học sinh tại xã Phúc Lộc, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn.